Chào cô chú, anh chị và các bạn, hôm nay là ngày 10 tháng 9 thì vườn em có về thêm những cây đào tàu giống này. Cây đang bật mầm rất là đẹp này. Đoạn này thì bật mầm cũng có thể sẽ kèm hoa, tuy nhiên thì cây rất là yếu, chúng ta không nên để qua vào lúc này đâu ạ. Chúng ta trồng khoảng ổn định khoảng vài tháng đến năm sau, vụ năm sau, vụ chính năm sau thì chúng ta có thể để quả được nhá. Các cây thì đều là cây ghép, hàng em nhập nguyên bầu. Rất là ổn định khỏe mạnh rồi. Hàng em bán là 400 nghìn một cây nhé. Cái này đã khá già rồi, cái bật mầm mới thì lá sẽ xanh hơn. Là mầm mới của cây khi bật này. Nó vẫn sẽ kèm hoa một ít ở đây này, nhưng mà sẽ không, bên em cũng sẽ không để quả đâu ạ. Không nuôi được quả, còn yếu cây nữa. Cả đều là táo tàu giống nhé, cao khoảng 60-70 phân, hàng ghép. Mình thì phải trồng hàng ghép thôi. Trồng hàng ghép và hàng nhập nguyên bầu thì là đảm bảo nhất. Đây là táo tàu Sugar Cane ạ. Mình ra đằng sau này thì em có rất là nhiều những cây roi đỏ gai này. Nó phát triển rất là xanh tốt nhé. Roi đỏ em có nhiều cỡ, cây từ 200 nghìn. Cũng là cây ghép, hàng này thì trồng nhanh hoa quả thôi. Tầm 1 năm mình để trái được rồi. Đây là những cây mít ruột đỏ, gốc ghép đường kính 4 phân, rất là to nhá. Mình trồng loại này nhanh có quả này, trồng khoảng 5 năm rưỡi thôi nó bao cho quả bói rồi, 18 tháng gốc siêu to luôn. Ngoài ra trong nem có cả mít Malaysia trái dài, quả nặng có thể nặng đến trung bình khoảng 20, nặng nhất có thể nặng đến 35-40 kg một quả nhé. Đây là mít ruột đỏ này, lá nó sẽ bầu bầu như vậy. Còn đây là mít trái dài, lá sẽ không được tròn như thế nhé. Trái dài lá sẽ dài hơn như thế này. Ngay cạnh bên thì em có những cây lưu động Ấn Độ, đây là những cái chiết. Hàng này là chiết từ những cây đã cho hoa và đậu quả rồi. Lúc chiết đã rất ổn định rồi nhá, và màu sẽ ổn định rồi. Lưu động Ấn Độ thì dòng này cũng nhiều cây cho hoa rồi, nên cái chiết nó còn khá bé, không để hoa đâu ạ. Các bác trồng thì để khoảng vài tháng thì ổn định sẽ bao. Sau đó mình có thể cắt tỉa bật mầm mới là cây kèm hoa luôn. Bạn này có thể cho hoa vào khoảng 5 năm. Còn đọt, bật mới mọc lên của chúng liệu đỏ ấy ạ. Liệu nào em thấy bật mầm mới đông lên cũng đỏ. Nên là các bác không dùng ở điểm này để phân biệt liệu đỏ luôn nhé. Kể cả liệu thái, liệu cảnh hay là liệu gì cũng thấy đỏ luôn ạ. Ngoài ra thì bên em có những cây thanh mai Đài Loan cây giống này. Cũng là cây ghép. Rất là ổn định khỏe mạnh nhé. Hàng này cũng trồng bầu. Trồng bầu thì để thật ra trồng ngoài đất thì cây sẽ lớn nhanh hơn rất là nhiều, nhưng mà trồng bầu thì khi gửi cho các bác thì mới đảm bảo, chứ nếu mà nắng nóng này đánh cây lên thì lại phải dâm cây rất là lâu mới gửi được cho các bác, nên là tất cả đều trồng bầu từ nhỏ như vậy. Phải chăng có cũng chỉ là thay bầu thôi. Rất là nhiều những cây thanh mai. Còn đây là cây táo đỏ này, táo đỏ luôn giống nhá, cây hiện cao khoảng hơn 1 mét thôi, này mà là 200 nghìn một cây. Nhưng mà Đài Loan cũng là 200 nghìn một cây. Hầu hết thì cây ăn quả bây giờ người ta trồng từ cây ghép. Một phần là vì chúng nhanh có quả, một phần là có ghép nó khỏe thì nó nuôi cây tốt hơn. Này thì em có khá là nhiều những cây vải không hạt. Vải không hạt thì loại này mình cũng trồng hơn 1 năm cho quả thôi nhé. Không hạt. Hai bên này là một cây sung Mỹ to này. Cây cao khoảng 1m6, 1m7. Sẵn quả rồi. Cây em chuyển lên đúng đợt đang quả, mới đúng đợt mấy hôm em mưa nhiều á. Nhưng là cây bị rụng khá khá rồi. Bật mầm mới sẽ kèm theo quả luôn nhé. Nhiều. Ngoài ra thì đây là một cây cam đường canh này. Sẵn quả chơi Tết luôn các bác nhé. Mình để quả trưng từ giờ được luôn. Chín chín thì là Tết. Quả đường kính to hơn, có phải gấp đôi loại quả như thế này. Và chúng sẽ sang màu đỏ cam. Cam đường canh cũng là cây trông chậu, hàng này bán là 2 triệu một cây. Ngoài ra có cả cây trai nhé, là nhiều loại hoa kem quả khác. Đây, nếu các bác không muốn cây sung Mỹ cao như vừa nãy thì có thể chọn cây này này, nó chỉ cao khoảng 1m3, 1m4 thôi, cái cũng rất là đẹp. Cây này cũng cho quả nhiều rồi nhé, năm bật mầm mới, bật mầm mới sẽ xong sẽ kèm hoa luôn.
Thì ra bên cạnh là những cây nhót Nhật này, khi đi qua Nhật Bản. Nhiều cây cũng đã bắt đầu hoa rồi. Đây là hoa của chúng, lá non và hoa của chúng sẽ có lớp lông lung nhẹ ở ngoài, ở bên ngoài nhé. Tất cả thì đang có hoa rồi, đầu ngọn nào cũng sẵn hoa. Cây này trồng trong chậu nhé. Nước Nhật thì có nhiều cỡ, cây từ 250, hàng 800 là bắt đầu có hoa rồi. Hàng 1 triệu rưỡi hay là hàng 3 triệu rưỡi như thế này. Đây là những cây ổi ruby Đài Loan. Ổi ruby ít hạt nhé. À em nhầm, đây là ổi ruby Thái Lan. Ổi ruby Đài Loan lại là một loại khác nữa. Là nó sẽ hơi to bồ như thế này. Hàng này là 150.000 một cây. Hay có cả ổi lê này. Đây là ổi lê nhé. Ổi lê em sẵn trái. Ổi lê em có cây giống là 100.000 một cây. Cây sẵn trái này là 250. Quả này sẵn trái rồi. Các bạn muốn chơi mà không phải đợi lâu thì để chơi loại cây này nhé. Cây giống cũng trông rất là nhanh cho quả thôi. Hay là một cây sẵn quả khác rất là quen thuộc với mình nha. Đây là cóc thái, hay còn gọi là cóc bao tử đấy ạ. Quả nó không to lắm đâu. Tuy nhiên thì ăn rất là không bị chua, ăn giòn. Cây cũng quả quanh năm, đây là hoa lần mới rồi. Sau đây là những cây hoa sen đất. Và nó rất là thơm. Nó nở từ khoảng tháng 4, tháng 6 âm lịch hàng năm. Hàng này bán là 300.000 một cây nhé. Đây cũng là cái ghép này. Hoa sen đất thì cùng họ với hoa mộc lan. Là chúng ghép bắt mộc lan nhé. Đây là cái ghép cả, cao khoảng 1 mét. Rất là nhiều loại hoa cây cảnh khác. Đây là những cây na thái này. Đây là cây xà lách. Đây. Ổi ruby nhé. Na thái, hàng này là 100.000 một cây, cũng là cây ghép. Ngoài ra bên này thì em còn một số loại khác nữa, như là cây xà lách này. Xà lách hay là cây mây Indo đấy ạ. Đây mình trồng hàng rào hay là trồng trang trí, tự cảnh rất là đẹp. Cây này thì cho quả được nhá. Mình trồng khoảng 2 đến 3 năm nữa bao cho quả. Hàng này em gọi cây to luôn ạ. Bên cạnh đây là những cây trên ngón tay. Đây là hàng giống này. Hàng giống là 350.000 một cây. Vừa là cây ghép cao khoảng 40-50 phân. Hay là đến hàng to như thế này. Hàng siêu to khổng lồ. Cây cao khoảng 1m6, 1m7. Đây là một cây trên ngón tay được ghép gốc bưởi. Gốc đường kính 12 phân. Rất là to nhá, những gốc bưởi ổn định rồi. Thế là được trên mình đây. Và đây là một cái nho thân gỗ tú quý này. Cái này cao khoảng 1m6-1m7, quả đang chín rồi. Hoạt động rồi. Cái này là 2 triệu rưỡi một cây. Cái đây cũng là một cây cỡ đó này. Cái này thì đang hoa lần mới ạ. Hoa này. Hoa các điểm trên thân như thế này. Đây cũng là một cái nho tục quý nhá. Hàng này còn rất thân. Cỡ này thì cũng đã từng cho trái rồi. Nó rất là thẳng. Hàng này là 1 triệu một cây ạ. Em quay sơ qua một số cây các bác tham khảo nhá. Các bác ưng cây nào thì em bút trực tiếp bên em. Em quay trực tiếp với các bác. Nho tử quý là chín màu đen tuyền như thế này. Còn hơi đây cũng không gọi là đen tuyền đâu, đen tuyền phải là nho hơn cỏ thường, đây là gọi là đỏ tím. Còn màu đỏ hơn nữa thì sẽ là nho 12 phụ. Nên có rất nhiều loại nho khác này. Đây là nho 12 phụ nhá, đây là nho tử quý là lớn nhé. Ngoài ra thì đây là một cây nho kim cương. Này bán là 800 một cây. Cây cao khoảng 1m3, 1m4. Còn là một số cỡ, các loại cây ăn quả, hoa, cây bên em.
Các nào mà muốn tham khảo thêm về dòng nào thì có thể liên hệ trực tiếp với nhà vườn Ngọc Thảo qua số điện thoại 092 391 2111. Vườn em thì có ra hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra rồi phải thanh toán nhé.